là đơn vị có xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, bên cạnh sự quan tâm từ tỉnh tới cơ sở, cán bộ và nhân dân xóm 9 xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh đã đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành 10 trên 10 tiêu chí của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. <laughs> Xóm 9 xã Khánh Thủy có gần 220 hộ với 669 nhân khẩu. Những năm qua, bà con lương giáo trên địa bàn thôn luôn đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sự chung sức đồng lòng đã góp phần xây dựng nên một làng quê nông thôn hiện đại đầy sức sống. Đổi thay lớn nhất ở xóm 9 phải kể đến hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư xây dựng. Đến nay 100% đường trục chính, đường giao ngõ xóm đều được kiên cố hóa, đảm bảo theo đúng quy định của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đề ra có đường giao thông khang trang, người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tiến hành trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Kinh tế phát triển, nhiều mô hình sản xuất liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao được hình thành, như nuôi lợn siêu nạc, nuôi thả thủy sản. Nhân dân đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mùa vụ, áp dụng cơ giới hóa trong các khâu, do vậy năng suất lúa không ngừng tăng qua các năm. Đến nay trên địa bàn xóm không còn hộ nghèo, hộ khá và giàu tăng qua các năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn xóm luôn được đảm bảo, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển sâu rộng, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Với những kết quả đạt được cuối năm 2021, xóm hoàn thành 10 trên 10 tiêu chí và được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.